Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ đến với chủ đề là HIV ở giai đoạn cửa sổ thì sẽ điều trị như thế nào. Và bạn biết đây, virus HIV gây ra tình trạng suy giảm hệ miễn dịch ở người. HIV tấn công và phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể người, làm xói mòn hệ miễn dịch ở người trong nhiều năm, khiến người bệnh nhạy cảm hơn với bệnh nhiễm trùng cơ hội và các nhiễm trùng khác. Virus này gây suy giảm miễn dịch cực nghiêm trọng ở người. HIV lây nhiễm vào những tế bào quan trọng trong hệ miễn dịch của người như là tế bào C, D4, đại thực bào và tế bào tua. Khi mà HIV xâm nhập vào cơ thể người thì sẽ xâm nhập vào tế bào bạch cầu CD4 và lúc này thì tế bào sẽ bị virus chiếm lấy và sử dụng để sản sinh ra hàng nghìn bản sao, đồng thời phá hủy tế bào CD4. Virus HIV xâm nhập vào hệ tuần hoàn và tiếp tục gắn các tế bào CD4 khác, nhân số lượng virus trong cơ thể người bệnh lên. Khi số lượng CD4 giảm xuống thì số lượng virus sẽ tăng lên và những tế bào CD4 có nhiệm vụ chống lại các tác nhân gây bệnh trong cơ thể. Khi mà bị giảm đi như vậy thì sức đề kháng của người bệnh giảm xuống rất nhiều, khiến cho người bệnh mắc các bệnh lý khác. Và khi mà virus HIV trong máu tăng lên thì nguy cơ lây truyền virus sang cho người khác lại càng tăng theo. Ở giai đoạn cửa sổ, tức là mất từ 3 đến 6 tháng để một người nhiễm HIV có thể sản xuất ra kháng thể chống lại virus. Kết quả là âm tính nếu người bệnh thực hiện xét nghiệm trong khoảng thời gian này, vì từ lúc virus xâm nhập vào cơ thể cho đến lúc cơ thể sản sinh đủ lượng kháng thể, thì mặc dù là người làm đã xét nghiệm HIV nhưng không phát hiện ra, người bệnh vẫn có khả năng lây truyền cho người khác. Đây là giai đoạn cửa sổ. Và nếu bản thân nghĩ rằng mình có nguy cơ bị lây nhiễm HIV trong giai đoạn cửa sổ thì bạn cần phải chắc chắn thực hiện xét nghiệm lại. Vừa vừa thì cũng là 3 tháng mới có thể có kết quả, nhiều khi chưa chính xác là phải cần đến 6 tháng mới có kết quả chính xác. Ở giai đoạn này thì người bệnh sẽ gặp các triệu chứng như cảm cúm, sốt nhẹ, sốt khoảng trên 38 độ sau khi nhiễm. Vào thời điểm này thì virus sẽ di chuyển vào trong máu và số lượng được bắt đầu nhân rộng. Biểu hiện này phản ứng của hệ miễn dịch là hiện tượng sưng viêm, và tuy nhiên không phải ai cũng có những cái dấu hiệu này đâu, mà chỉ tùy từng người thôi. Cho nên giai đoạn cửa sổ là giai đoạn rất khó phát hiện. Và hiện nay thì chưa có phương pháp nào để chữa khỏi cho người nhiễm virus HIV cả. Và khi nhiễm HIV thì người bệnh phải chung sống suốt đời với nó, chỉ có thể làm chậm tiến trình bằng thuốc kháng virus ARV giúp cho người bệnh kéo dài tuổi thọ mà thôi nhé. Việc phát hiện và điều trị HIV ở giai đoạn cửa sổ thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, là sẽ duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Điều trị HIV sớm thì sẽ giúp giảm đi các chi phí chữa trị, chi phí thuốc men, khám chữa và chi phí nằm viện, và cũng giúp góp phần là giảm nguy cơ lây virus cho người khác. Ở người nhiễm HIV giai đoạn cửa sổ thì chúng ta sẽ chỉ định là dùng thuốc kháng virus ARV nhằm ngăn chặn sự phát triển virus trong cơ thể. Việc điều trị thì phụ thuộc vào giai đoạn lâm sàng của nhiễm HIV và số lượng tế bào CD4 trong cơ thể người bệnh. Nếu số lượng tế bào CD4 mà nhỏ hơn 350 tế bào trên 1 mm khối thì đủ tiêu chuẩn để điều trị ARV. Và quá trình điều trị này sẽ là cả đời, bởi vì là nếu bạn dừng thì virus sẽ tiếp tục sao chép trở lại. Hiện nay thì thuốc ARV có ít tác dụng phụ hơn và chỉ xảy ra tác dụng phụ trong thời gian ngắn, sẽ mất đi vài tuần sau khi cơ thể người bệnh đã quen với loại thuốc này. Và người bị nhiễm HIV nếu được điều trị sớm bằng thuốc ARV sẽ giúp cho bạn được hồi phục hệ miễn dịch, đồng thời là giảm nguy cơ mắc bệnh, kéo dài tuổi thọ và duy trì sức khỏe. Điều trị ARV sớm sẽ giúp cho bạn có được một cuộc sống bình thường như những người khỏe mạnh khác. Và chú ý rằng là điều trị thuốc ARV chúng ta không được phép dừng lại và phải điều trị cả đời, bởi vì nếu như chúng ta ngừng thuốc hoặc làm nhờn thuốc thì chúng ta sẽ có thể chuyển sang giai đoạn AIDS rất nguy hiểm. Và đó là những thông tin mà bạn cần phải chú ý và phải tránh những nguy cơ lây truyền HIV cho mình cũng như cho người khác. HIV là một bệnh vô cùng nguy hiểm, và đó là những thông tin mà bạn cần biết. Cuối cùng thì xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.